Rồi, hello, xin chào toàn thể anh chị em quay trở lại với video tiếp theo của em Thanh Phạm nhá. Hôm nay tiếp tục em lại giới thiệu đến toàn thể anh em một vài cái mã hàng như là những cái đồ dao, đồ dao kéo sưu tầm, những cái nồi. Ok anh em nhá. Đó, thì bên này thì có rất nhiều cái dòng sản phẩm muốn chia sẻ thì đầu video giúp em xin một nút like anh em nhá. Hôm nay thì em mới về thêm được một số những cái mẫu dao cao cấp anh em nhá. Dao này thì nó là dòng dao Thái, dòng 3 lớp mọi người nhá. Dòng 3 lớp thép cho anh em luôn này. Đây thì em sẽ dở ra chia sẻ luôn cho anh em. Đó. Đây. Dòng này thì nó cực kỳ chất lượng cho mọi người này. Đấy, dòng 3 lớp thép này. Tại sao em nói 3 lớp thép? Anh em có thể nhìn cảm quan mắt bên ngoài cũng nhìn thấy biết này. Đấy, đây một lớp nhá. Đấy. Đấy, một cái lớp thép ở đây nó sẽ khác biệt luôn này. Đấy, anh em nhá. Dòng này dòng 3 lớp nên cho anh em sử dụng thì tuyệt vời, đỉnh cao luôn. Đấy, nó sắc bén này. Tức là người Nhật người ta hay lẹm test dao bằng giấy ấy, nhưng mà đỉnh cao hơn là người Việt chúng ta này. Test dao thì bằng túi bóng mọi người nhá. Test dao thì phải bằng túi bóng thì mới gọi là đỉnh cao. Đó. Anh em ạ. Một con này anh em chuyên thái này. Đấy, chuyên thái thịt anh em nhá. Các bác chuyên lọc cũng được luôn. Rồi em sẽ đo cái thông số kích thước luôn cho anh chị em cái con này. Cán nó được làm bằng sợi carbon nhá. Đấy. Rất là xịn sò đẹp ở đây. Anh em thấy không? Rất là tuyệt vời nhá. Rồi em sẽ đo cái bản của nó này. Cái bản của nó là 4 phân nhá mọi người ạ. 4 phân và cái lưỡi của nó là dài là 12 phân rưỡi nhá, 12 phân rưỡi. Tổng thể của nó này nó là 23,9 phân, 23,9 phân. Đấy, con này thì nó rất là nhẹ nhàng thôi, rất là nhẹ nhàng. Rất là sắc bén mọi người nhá. Đây, chất liệu mọi người thấy không này. Rất là xịn này, cận cảnh cho anh em thấy này. Đấy, cận cảnh cho anh em thấy nhá. Ok này. Xịn sò cực con bò luôn. Đấy, sắc bén vô cùng luôn anh em này. Đấy. Có cái nào mà nó chẻ túi bóng được nó móng như này không? Rồi, một cái mã như thế này em sẽ gửi đến cho anh chị em. Rồi, cái mã này nó là mã L1 nhá, 250.000. Và em cam kết với các bác luôn, cái giá tiền 250.000 các bác không thể nào mà mua được cái dòng dao mà nó mới mẻ, nó xịn sò như này, và dòng 3 lớp thép cho anh em hàng Nhật. Đấy, cam kết với mọi người luôn, 250.000 là quá là rẻ cho một cái mẫu dao như này. Đó, quan trọng là anh em có dám ấy không thôi. Đấy. Sản phẩm tiếp theo này, lên cho anh em một cái mã dao nữa. Cái mã này thì anh em có thể gọt trái cây, hoa quả, sưu tầm đều được hết nhá. Đều được hết. Đấy. Vỏ của nó thì nó được làm bằng gỗ anh em nhá. Bằng gỗ này. Đấy. Con này thì nó sẽ được làm hai lưỡi, hai bên. Và phần đầu này thì nó đánh vát này nó cũng được làm mài nhá, nó cũng mài luôn. Đấy. Dòng dao sưu tầm của Nhật anh em nhá. Nó thiết kế như gần dạng như một cái cây thanh kiếm ấy, anh em ạ. Một cây thanh kiếm nhá. Đấy, anh em theo. Nó làm cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy. Ok anh em này. Một mã này. Con này thì em đo cái phần bản lưỡi và chiều dài của nó nhá. Bản của nó là 2/4 này mọi người này. Đấy, 2/3 mọi người nhá. Cái chiều dài lưỡi của nó là 13,5 này. Độ dày của nó là 4. Đâu đó là 4 ly mọi người ạ, 4 ly. Tổng chiều dài con cái này nó là 25,2. 25,2. Đây anh em này, xóa vào đây vô luôn. Đó, ok này. Và nó có thể nó làm một cái khớp ở đây này. Các bác có thể là cho đúng cái khớp mũi tên vào với nhau như này. Đấy, và mình rút ra thôi. Ok, anh em có thể làm con này trưng bày và tủ sưu tầm của mình nhá. Trưng bày và tủ sưu tầm của mình. Rồi, anh em lên mã giúp em cái con này, mã lần của nó là mã D. Con này là mã D1 đúng không ạ? Mã D2, D2 này. Đấy, D2. Con này thì đang có giá là 350.000 mọi người nhá. 350.000 cho anh em nào thích cái mẫu này. Đó. Rồi, D2 anh em nhá. Mã D2 350.000 này. Rồi, sản phẩm tiếp theo này.
em giới thiệu đến cho anh em một cái bộ dạ đựng gia vị nhá. Đấy, cái bộ này thì nó tương đối là tiện nhưng mà nó chỉ có ba khay thôi anh em ạ, ba khay thôi. Đấy, ba khay thôi. Các bác chờ em chút xíu, em sẽ mở view ra em cho anh em xem. Con này thì tương đối là sạch sẽ và ổn áp anh em nhá, rất là sạch sẽ và ổn áp này. Đấy, ở đây thì cái khay này mọi người sẽ đựng gia vị này, hạt nêm này, mì chính này, đấy, và đường đó anh em nhé. Đó là dòng 3 khay thì nó sẽ mở nắp như này. Đấy, mở nắp như này, và trong này thì nó là một cái thìa nhá, một cái thìa. Đấy, mọi người xúc vào, mọi người tra gia vị, mọi người tra gia vị nên lấy thìa này thì nó sẽ đều nhá, nó sẽ đều, nó không có hay bị mặn. Đấy, bảo sao sở dĩ làm sao mà đầu bếp nó ngày nào nó cũng vị nó cũng đều, tại vì là nó định lượng nó xúc bằng thìa rồi. Đấy, nó rất là đều. Nên là nhiều anh em cứ hất như này, vô tình hôm nay phát nó mạnh tay, nó nhiều phát là mặn, đúng không ạ? Đấy, anh em dùng ngay cho em một cái bộ như này, nó rất là sạch sẽ. Và ở đây này, nó có cái phần núm ấy này, thì nó sẽ đậy kín như này thì nó sẽ không có bao giờ bị há hơi nhá mọi người nhá. Đấy, cái phần nhựa này, rồi là những cái phần này áp vào cái nhựa này nó rất là kín. Chính nhà anh em cũng đang xài nhưng mà nó không có bao giờ là bị há hơi đâu. Đấy, bay hơi đâu. Ok này, cái mã này á là cái mã khay dựng gia vị này. Con này là giá của nó có 120.000 thôi anh em nhá. 120.000 cho một cái khay đựng gia vị như này, rất là đẹp đây. Mời anh em có thể là tham khảo nhá. Đây em bỏ luôn cái giấy này ra cho anh em thấy này. Mời anh em có thể tham khảo qua cái mẫu này. Đấy, rất là xịn sò như này nhá mọi người nhá. Đấy, rất là xịn sò. Rồi, mã này giá 120.000 anh em nhá. 120k. Rồi. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ đa phần là những cái mẫu đồ về nhà bếp nhá anh em nhá. Đó, thì tiếp tục này, em lại lên chia sẻ tiếp tục một cái mã dao chuyên thái lọc cho anh em này. Đấy, con này thì cũng được làm từ cán, từ sợi carbon mọi người nhá. Và đây là một cái dòng chất thép. Đấy, chất thép. Hàng này thì nó sẽ không có han gì anh em nhá, không có han gì. Và nó thái nó rất là ngọt. Đấy, con này. Con này là con Danlion này, hàng made in Germany anh em. Có một cái logo của con kiểu là con cá ngựa ấy, mọi người nhé, con cá ngựa đây. Đấy. Đằng sau này thì cũng có thêm một vài cái thông tin nữa này. Đấy, anh em có thể tham khảo nhé, thông tin của nó này. Đó, rồi. Con này thì anh em chuyên lọc thái thịt bò, thái phở nhé, tuyệt vời luôn. Anh em chuyên thái phở. Rồi bản của nó này, nó là 4/7 này, lưỡi dài là 21,5 nhá, 21,5. Tổng thể của nó này, đấy, là 35 cm. Bữa nay thì về toàn hàng chất lượng cho anh em để anh em tham khảo thôi. Đó, em sẽ test luôn cho anh em này. Rồi, những cái mẫu dao của Đức ấy, chất thép của Đức ấy thì nó cũng rất tuyệt vời anh em nhá. Rất là tuyệt vời này, anh em nhìn thấy không? Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, nó rất là sắc bén này. Đấy, này, mọi người thấy không? Đó, rất là sắc bén nhá. Rất là sắc bén luôn. Ok này, em sẽ lên mã cái này, mã này cho anh em thì anh em tham khảo nhá. Đây là mẫu dao lọc thái của Đức này. Rồi, cái mã này là mã L2 giúp em nhá. Mã L2. Con này giá là 230k mọi người nhá. 230k cho một cái mẫu L2 như này. Đấy, hàng Germany ha. Đó, anh em nhé. Mẫu này anh em quan tâm thì cứ liên hệ với shop này. Tiếp theo thì em về thêm được hai mẫu dao của Kai, thương hiệu Kai của Nhật mọi người nhé. Con này bữa nay là có những cái mẫu này, mẫu mới nhất của mọi người này. Đấy, con này có chuyên thái bản tương đối là rộng. Khi mà anh em thái ấy, thì không có lo bị đứt tay và nó đều. Đấy, sở dĩ anh em nào anh em bếp ấy, thì rất là thích thái những cái bản lớn như này. Đó, con này thái thịt bò cũng bao phê luôn nha anh em nhá, tại vì bản nó tương đối là to này, 6/7 nhá, 6/7. Về đằng đầu ngọn này nó là 5/7. Đấy, chiều dài lưỡi của nó là 16/6. Đấy, 16/6 nhá mọi người nhá. Và tổng chiều dài của nó là 30/5 anh em nhá. Đấy, cán của nó thì cũng làm rất là xịn sò như này. Đấy, cán của nó rất là xịn sò như này nhá. Đó,
chất thép này, thép đỉnh cao luôn nhá, hàng Kai Made in Japan này, hàng Kai Japan này. Nó có mã của nó là DM0760 nhá mọi người nhá. Đấy. Con này thì tương đối là sắc bén, dòng này dòng liền thân hết nhá. Không chống gì chống gì cho anh em luôn. Đấy. Cái mã này ấy, thì anh em thái vô tổ vạ được, ví dụ như thái sụn sụn lợn, sụn gà đều được hết nhá, thái sụn đều được. Đấy, những cái vật thể cứng anh em chuyển cho em con này. Đó. Con này con L3 nhá. L3 giúp em với ạ. Đấy. L3. Con này giá của nó là 250k này. 250k cho một con này. Rồi. Lát nữa thì em sẽ lên một cái combo cho anh em để anh em hỗ trợ mọi người mua cả cặp. Giá tốt nhá. Giá tốt. Đây, con này con L3 giúp em nhá. Đấy. Thương hiệu Kai này. Đấy, anh em nhá, hiệu Kai. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em giới thiệu đến cho quý anh chị em một cái mẫu dao chuyên lọc thái nhá. Con này thì anh em nhìn đây này. Đấy, nó sáng bóng cả một cái bầu trời luôn này. Đấy, anh thấy không? Sáng bóng cả một cái bầu trời luôn. Chất thép thì bao cho anh em là chuẩn xịn sò luôn. Đấy. Con này nó cũng đến từ thương hiệu Kai. Đấy, nó của là anh em với cái con vừa em chia sẻ là con L3 vừa nãy nhá. Đấy, 0760 này. Đấy, hàng Japan nhá anh em nhá. Hàng Japan. Thế hiệu NCT. Đó. Rồi, mẫu này cái bản của nó ấy, thì nó chỉ có 1/4 thôi mọi người nhá. 1/4 thôi. Đấy, sáng quắc này anh em này. Anh em nhìn cái kiểu này đã biết là nó xịn như nào rồi. Đấy, cán được làm bằng carbon nhá. Đấy, cán làm carbon này. Nó thiết kế hoàn thiện của nó tốt lắm mọi người nhá. Rất là tốt luôn. Đấy, dòng liền thân liền mạch hết này. Cái phần lưỡi này là gần được 20 phân. Gần được 20 phân như này. Đấy, còn độ sắc bén thì thôi rồi luôn anh em nhá. Độ sắc bén này. Ôi giời ơi, anh em thấy không? Quá là đỉnh cao này. Quá đỉnh cao luôn anh em nhá. Quá đỉnh cao luôn này. Để em gọt chậm cho anh em thấy này. Đấy. Tức là gọt tú bóng thì gọt giấy thì nó thường là quá thường anh em nhá. Này, anh em này nhìn này. Đó, và nó sắc bén lắm mọi người ạ. Rồi này. Anh em thấy không? Cái màn tét giấy này thì nó gọi là quá bình thường. Quá là bình thường so với cái con dao mẫu dao như này. Rồi, cái mẫu này anh em lên mã giúp em con L4 nhá. Đấy. Con L4 này, con này cũng có giá là 250k thôi. Đấy. Anh em mua cả cặp Kai nhá, cả cặp Kai hỗ trợ anh em giá tốt nhất có thể luôn. Anh em mua cả cặp thì hỗ trợ mọi người giá cực kỳ tốt nhá. Đó. Hiện tại anh em mua lẻ giá là sẽ không bao gồm phí ship và nó là 250.000. Khi mà anh em mua cả cặp, shop Thanh Phạm sẽ hỗ trợ anh em cái thứ nhất là phí ship, cái thứ hai là giá tiền. Đấy, cả cặp nhá. Cặp này. Cặp giá bây giờ thì hỗ trợ anh em chỉ còn, tức là hai con là 500.000, hỗ trợ anh em 400, còn 420.000, hỗ trợ anh em 80.000 nữa và bao ship nữa, tức là hỗ trợ một cặp này là 100.000 rồi. Đấy anh em nhá, mua cả cặp thì giá chỉ còn 420.000 cho anh chị em nhá. Đó. Rồi. Một cái mã dao sashimi này anh em này. Sashimi này thì mẫu này thì nó cực kỳ là hiếm luôn. Đấy. Em về đầu tiên là về được 3 chiếc. Đấy, vì sau là bon chen đâu đó được một chục chiếc thì nó còn vài chiếc thôi. Đấy, mọi người nhá. Con này thì nó cũng là dòng 3 lớp thép này. Đấy, 3 lớp thép cho anh em. Lưỡi của nó tương đối là dài. Dòng sashimi thì hầu hết là anh em dùng có một lưỡi thôi. Tại vì là người ta hay cứa cá hồi, cá ngừ đại dương. Đấy, ăn gỏi thì người ta hay lọc cái dòng dao như này. Đấy, dòng dao như này anh em nhé. Đây, con này nó là đến từ thương hiệu Kai này. Chất thép của nó này. Đấy, 3 lớp thép luôn nhá. Đấy, đánh này.
1, 2, 3 này. Anh em nhé. Đấy, rất là xịn sò cho anh em này. Cán cầm này. Cán này anh em nhìn này. Đấy, cán của nó cũng rất là xịn sò như này cho anh em này. Đó, anh em thấy không? Và con này nó khác biệt cái này, cán cầm này. Nó làm vát thế này, mình sẽ ngậm vào những cái khớp tay ở đây này. Đấy. Cầm liếc phát này. Đó, bây giờ em sẽ đo thông số kích thước luôn cho anh chị em một cái mẫu dao như này để anh em có thể tham khảo nhé. Rồi, cái con này bản của nó là 3/2 mọi người nhé, 3/2 này. Đấy. Và chiều dài lưỡi của nó này là gần được 30 phân, 29,9 này. Tổng thể của nó là 46,1. Đấy, 46 phân nhá. Được chưa? Đấy, độ dày của nó này. Độ dày của nó là hơn 3 ly. Đây, anh em nhìn này. Đấy, thì nó khoảng tầm 3 ly. Ok chưa? Đấy. Đây, mời anh em xem này. Đó. Rất là xịn sò nhá. Rồi, ok anh em này. Mã này anh em lên mã giúp em. Rồi, ok anh em nhá. Anh em lên mã giúp em là Sashimi 350.000. Cái mã này nó hiếm lắm mọi người ạ. Đấy, anh em nào thích sưu tầm cái mẫu này thì có thể nhanh tay giúp em nhá. Đó, ok anh em này. Rồi, tiếp theo là một cái mã dao gọt trái cây của thương hiệu Global ha. Đấy. Rồi, mã này thì giá chỉ có 90k anh em nhá. Giá 90k cho anh em để cho anh các bác gọt trái cây hoa quả. Đấy. Tức là nó cực kỳ là chất lượng nhá, chứ không phải là không phải chất lượng đâu anh em ạ. Đấy mọi người này. Đấy. Một con này để cho anh em gọt trái cây hoa quả này. Con này càng gọt càng sắc và nó lại càng sáng nữa mọi người ạ, càng sáng nữa. Nó cả một cái con này nó ở trong cái bộ đấy ra đấy mọi người. Cái bộ này. Đây. Đấy. Cả trong một cái bộ này ra này mọi người này. Đấy, mọi người thấy không? Rồi, ok anh em này. Anh em nào cần nguyên cái dòng dao gọt trái cây hoa quả như này thì giá là 90.000 nhá, 90.000 cho một con này. Rồi, tiếp theo này. Em lên cho anh em một cái mẫu viên đá mài nhá, viên đá mài. Dòng đá mài này thì có những cái lót cao su như này đặt bên dưới này để cho anh em có thể là mài nó không có bị di chuyển đi nữa. Đấy, mẫu này là mẫu đá mài hai mặt của Katashiwa này. Đấy, độ thô của nó là 3.000, độ mịn của nó là 8.000. Thì anh em còn gọi đó là cái độ garit nữa mọi người nhé. Đấy, hàng made in Japan. Rồi, em báo giá nhanh cho anh em để tốn thời gian. Đá mài thì cũng không cần phải chia sẻ nhiều. Đó, anh em về nhà ngâm nước giúp em nhé. Ngâm nước giúp em rồi mới mài nhé. Đấy, anh em xài những con này mà mài ra thì tuyệt vời luôn nhé. Con này giá của nó là 130.000 này. Bao ship này. Tiếp tục này. Một mã nữa. Rồi, tiếp theo là cái viên 5.000-10.000 nhé mọi người nhá. 5.000-10.000 này thì độ mịn nó của nó cao. Đấy, hầu hết là anh em cứ mài từ phần thô trước xong là đến mài cái độ mịn cao là về sau. Đó, thì nó cũng có cái lót như này. Đấy, hàng cũng là của Katashiwa ha. Đấy, giá 150.000 đồng. 150k cho một cái viên này. Đấy, bao ship luôn cho anh em nhá. Bao ship luôn cho các bác cho nó phấn khởi. Rồi, tiếp theo là giới thiệu đến cho anh em một cái mã dao chặt nữa nha mọi người nhá. Dao này trọng lượng của nó là 5 lạng. Đấy. À, con này thì đa phần anh em thích dùng con này tại vì là nó vừa tầm. Đấy, vừa tầm, kể cả vợ chị em phụ nữ chúng ta cũng có thể xài được. Đấy, xài được luôn nhá. Trên này đánh những vân nhám này. Đấy, bản của nó thì tương đối là to. 9/4 nhá, 9/4. Đấy, 9/4 và lưỡi dài của nó là 20 cm. Độ dày của nó khoảng tầm 3 ly thôi anh em nhá, 3 ly thôi. Nó cũng là dòng liền thân, ốp cán. Ở Việt Nam thì hầu hết là nước mình á thì những cái phần tán đinh như này, đinh tán như này là cũng hoàn toàn là nhập hết. Nhưng mà so với Nhật ấy thì anh em yên tâm những cái đinh tán như này. Đấy, hàng liền thân liền mạch như này nhá. Anh em chặt gà chặt vịt ấy thì sử dụng cái con này. Tại vì là nó vừa tầm, nó không có bị vỡ miếng thịt gà, thịt vịt mọi người nhá. Đấy, anh em chặt cái con khoảng tầm 8 lạng như này mà chặt gà thì chắc chắn là nó sẽ bị vỡ thịt gà.
Đấy, ngay như những miếng thịt lườn gà nhá, nó rất là dày thì anh em có thể vã cái miếng này, dao này thì nó lại vỡ. Đó, thì anh em nên dùng cái con này. Đấy, và giá của nó, giá của nó chỉ có 250.000 thôi. 250.000. Thì anh em lên mã giúp em là con L5 nhá. Đấy, con L5 này 250k. Đó, anh em ha. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em vừa lên một con dao chặt này, con này là 8 lạng nhá, con này là hàng thép Đức này. Logo của nó là thương hiệu của Winling ha. Đấy, logo thương hiệu Winling. Hàng của nó là Germany này, anh em nhìn thấy không? Germany, logo thương hiệu Winling này. Sống của nó là dày là 4 ly nhá. Cán thiết kế cũng rất là đẹp như này. Đấy, trọng lượng 8 lạng và rất là dày dẫn. Anh em vã con này là xương trâu xương bò cũng được. Đó. Xương trâu còn như phần xương ống nhá anh em nhá. Phần xương ống xương trâu anh em vã cho em cái này. Đấy, đầu sống này xong bắt đầu cần chết thì các bác vã cái này cũng được. Đấy, hoặc chặt cây, chặt cối các kiểu đều được hết nhá. Rồi, anh em lên mã con dao chặt Đức này cho em này. Đấy, dao chặt Đức nhá. 330.000 anh em nhá. Qua bên này thì lên cho anh em một cái mã dao Nhật, dao này dao chặt của Nhật anh em nhá. Đấy, cũng là được làm sử dụng bằng lớp thép trắng của Nhật luôn. Hà chống han rỉ. Đấy, tức là cái độ đây là dòng thép nên là cái độ han rỉ nó cũng có nhưng mà nó không như là một số những cái dòng mẫu như này. Đấy, thép này là thép khác. Đấy, còn thép này là thép trắng thì nó lại dòng thép khác anh em nhá. Con này thương hiệu của nó là thương hiệu Global, trọng lượng của nó là 6 lạng 3. Sống của nó thì nó là dày cũng là 4 ly nhá, 4 ly và nó cũng là hàng liền thân như này. Thiết kế này cầm nắm này rất là vừa vặn luôn anh em nhá. Rất là vừa vặn luôn. Con này thì anh em chặt gà vịt cũng được, chặt gà vịt này, rồi có thể chặt xương sườn, xương heo, xương ngiếc các kiểu đều được hết luôn nhá. Đó. Một cái mã như này giá em đang gửi để tới cho anh chị em giá chỉ có 320.000. Đấy. Thì nó còn nguyên hộp như này này anh em này, thương hiệu Global Japan nhá. Global Japan cho anh em sử dụng cái mẫu này. Đấy, bình thường các bác những cái mẫu dao kia nó han rỉ thì anh em có thể sử dụng cái mẫu này. Rất là xịn sò nhá, 320.000 thôi. Rồi, ở đây bộ dao Nhật thì em vẫn còn, lát em chia sẻ luôn. Đấy, hôm nay thì giới thiệu đến cho anh em một cái bộ dao Đức cán gỗ anh em nhá. Dao Đức cán gỗ. Hộp của nó thì nó sẽ thiết kế là hộp ni lốc ha. Đấy, hộp ni lốc và chống han rỉ cho anh em này, bởi vì cái này nó liên quan tới nước nhiều. Đấy, và ở đây bộ này thì nó sẽ có 2, 4, 6 món nhá, 6 món và kèm thêm hộp đựng nữa là 7 món này. Logo thương hiệu của Winling được làm nổi hẳn lên như này. Đấy, anh em thấy không, rất là đẹp nhá, rất chia đẹp như này. Rồi, về cái độ sắc bén thì anh em cứ yên tâm. Đấy, tiền nào nó của nấy tất. Giá thì giá của nó thì lát nữa em sẽ báo giá cho anh em. Đây này, nó gồm cho anh em là một cái cây kéo cắt gà nhá. Đấy, nó có trên thân mình của nó là logo của thương hiệu của Winling này. Đấy, anh em nhá, hàng Germany ở trong phần góc này. Đó. Ở đây thì nó thiết kế một cái phần lõm này để mình khớp ngay cái xương gà lớn vào đây. Đấy, mình cắt cái cộng lực này. Đấy, con này thì ngoài cắt gà ra thì anh em cắt được tất cả mọi thứ trong bếp nhà mình, ví dụ như thịt nướng các kiểu đều được. Đó. Rồi, ok, em sẽ đặt rồi đây nhá. Tiếp theo này là một con gọt trái cây hoa quả anh em nhá. Gọt trái cây hoa quả. Ở đây thì nó sẽ thiết kế một cái cán gỗ rất là đẹp nhá anh em nhá. Cán gỗ của nó rất là đẹp như này. Thương hiệu của nó là thương hiệu Germany ha. Đấy, lưỡi của nó này. Ok anh em này. Rồi, tiếp theo này là một cái liếc này. Nó bao gồm cho anh em thêm một cái liếc này nữa này. Đấy, cán cầm nó rất là tuyệt vời ha. À, anh em nhá. Rồi, em sẽ chia sẻ sơ qua đã nhá. Con này là một con dao chặt. Đấy, một con dao chặt. Đây, chuẩn con dao chặt rồi. Con này thì trọng lượng của nó tương đối là nhẹ thôi. Đấy, nó chỉ chặt gà, chặt vịt thông thường nửa con gà thôi. Cho một cái không gian gia đình nhỏ khoảng tầm 4 đến 5 người, 6 người gì đó. Đấy, sống ở chung cư. Tại vì thành phố Đức, nước Đức của nó thì nó sống theo kiểu cái phong cách hiện đại anh em nhá. Cái phong cách hiện đại nên là nó chỉ đi ăn ở ra nhà hàng thôi. Có công việc gì thì mình mới dùng ở nhà mọi người nhá. Đấy, con dao chặt. Đó. Rồi, con này là con chuyên Thái này. Con này chuyên Thái bản lớn này. Lát nữa em sẽ đo thông số kích thước luôn cho anh em nhá.
đo thông số kích thước luôn cán này đó. Rồi tiếp theo này là một con chuyên thái nha. Đấy, chuyên thái đằng này thì nó đang làm những cái vân lỗ đây để tránh bị thịt dính vào bản dao. Đấy thì mình thái nó hay bị vướng. Đấy, rất là đẹp như này anh em nhé, rất là đẹp nha. Rồi cuối cùng là một cái hộp đựng ha, một cái hộp đựng như này. Đấy, dưới này có những cái mút cao su. Đấy, mút cao su và nó có lỗ róc như này nhá người nhá. Đấy, nó đựng ở đây. Rồi bộ dao thì nó sẽ vẹn vẹn những cái dụng cụ đây và hộp đựng nữa nha mọi người nhá. Đó thì bây giờ em sẽ đo cái bản dao cho anh em và lưỡi dao cho anh em để anh em nắm bắt được nhá. Con này thì cái lưỡi dao của nó này, lưỡi dao của nó là 18 phân này, con dao chặt này, dao chặt của nó là 17 phân nha mọi người nhá. Và con dao chuyên thái này, con dao chuyên thái của nó là 16/6 này, 16/6 các bác nhá. Đó, bản con chuyên thái này nó là 18/2 này, con chặt này là 18 phân. Đó, rồi ok. Giá của trọn bộ này nó là 1,1 triệu nhá, và bao ship đến tận nơi. Và anh em có thể tham khảo lại qua này. Đấy, rất là đẹp cho một cái bộ bộ dao như này nhá mọi người nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, rất tuyệt vời nhá, mọi người đặt trên bếp rất là đẹp. Ok, giá là 1,1 triệu anh em nhé. Tiếp tục là một cái bộ dao của Nhật. Đấy, thì bộ này thì trên kênh shop vẫn bán tương đối là nhiều, cho gửi đến cho anh chị em rồi. Thì nó cũng bao gồm một hộp đựng này. Đấy, và đây là một cái cây kéo nha mọi người nhá. Đấy, một cây kéo cắt gà. À, sorry anh em, cây này cây cắt thực phẩm thôi. Đấy, cắt thực phẩm trong nhà bếp nhà mình nhá. Đấy, thí dụ như anh em cắt ớt, rồi cắt hành lá, rồi là cắt thịt nướng các kiểu. Đó, và một cái con dao gọt trái cây hoa quả này như em đã vừa chia sẻ cho anh em rồi nhá, chia sẻ cho anh em rồi. Đấy, rất là tuyệt vời nhá. Và những cái bộ này nó sắc lắm. Đấy, như những cái mẫu dao lẻ nhưng mà đấy em đã chia sẻ rồi đấy, nó sắc bén vô cùng luôn đó. Và nó có một con dao global chuyên thái như này mọi người nhá, chuyên thái như này, cán cầm này. Đấy, cán cầm của nó này sắc lắm anh em ạ. Đó, rồi, và nó gồm một con dao thái bản lớn và một con chặt nữa anh em nhá. Đấy, con này là con một con thái này. Đấy, con này thì cán cầm của nó rất là vừa vặn như này anh em nhá, rất là vừa vặn, mình thái rất là sướng luôn. Đấy, thái rất là vừa vặn, nhưng mặc dù em là em rất thích là những cái dòng bản lớn như này mình thái rất là sướng. Đấy, rồi một cái con chuyên chặt như này. Đấy, con chặt như này thì nó cũng là khoảng tầm hơn 4 lạng thôi, 4 lạng chặt gà chặt vịt, rất là vừa tầm anh em nhá, rất là vừa tầm. Thì hầu hết là những cái bộ dao như này thì những cái con dao chặt của nó là nó sẽ không có nặng như cái dòng dao lẻ đâu anh em ạ. Rồi cái bộ này thì shop đang gửi đến cho anh em với mức giá là 1,2 triệu đồng, 1,2 triệu đồng nhá, 1,2 triệu đồng và bao ship cho anh em đến tận nơi á. Đấy, một cái bộ dao như này và bằng chất thép nhá, chất thép trắng chứ không phải dàn inox nhá mọi người nhá, nên nó sắc bén lắm. Nó còn nguyên seal như này này. Đấy, để cho anh em có thể về mình cui hàng ra mình sử dụng thôi. Ok anh em. Tiếp theo là đây là những cái cây liếc này. Đấy, đây là những cái cây liếc mọi người nhá. Thì liếc ở đây là nó sẽ có liếc tròn. Đấy, và liếc dẹt. Ở đây còn mỗi cây liếc dẹt thôi anh em ạ. Đấy. Liếc thì ở đây giá của nó là 150.000 một cây nha mọi người nhá. 150.000, hàng made in Japan. Đấy, đây là dòng liếc. Và đây là dòng liếc kim cương này. Liếc kim cương. Con này thì có thể mài liềm này, mài dao này, mài kéo này. Đấy mọi người ạ. Đây thì nó cũng có hướng dẫn cho anh em là cách mài này. Đấy, nghiêng 45 độ các kiểu đi này. Đấy, và đây là mài như này là không chuẩn xác này. Đấy, mài đưa vòng như này. Đấy thì nó sẽ hướng dẫn anh em cách mài. Đấy, cái liếc này. Ở cái phần đấy nó có một chút chút cái phần kim cương óng ánh như này. Nó gọi là liếc kim cương nhá. Con này giá là 150.000 này. Đấy, 150k trên một cái liếc kim cương như này nhá. Em không dùng liếc, không dùng đá mài thì có thể dùng cái mài ba khe như này. Cái mài ba khe này thì nó thao tác rất là đơn giản thôi. Nó có ba khe này, mài thô, mài bén này và mài tinh nhá. Đấy, mài thô, mài bén và mài tinh như này. Con này đến từ thương hiệu là Tamashiki này. Đấy, nó cầm rất là chắc chắn như này nhá mọi người nhá. Cầm rất là chắc chắn như này. Cách dùng ấy thì mọi người lấy cái lưỡi dao mình cầm như này,
mình sẽ giật vào lòng mình 5 phát nhá mọi người nhá. Giật vào lòng mình 5 phát mình rồi mình sẽ chuyển khe khác này. Xong mình lại chuyển khe khác này. Tức là mỗi khe các bác giật vào lòng em đâu đó là 5 lần anh em nhá, 5 lần. Đấy, ok anh em nhá. Đây em vừa giật này. Giá của nó là 180.000 đồng anh em nhá, 180.000 đồng trên một chiếc mài bạc khe. Tiếp theo thì em giới thiệu đến toàn thể anh chị em một cái mẫu kéo mỏ dài này. Đấy, cái phần kéo mỏ dài như này thì nó là thương hiệu của Mizabi mọi người nhá, Mizabi này. Đấy. Thương hiệu Mizabi hàng Made in Japan này. Đấy thì con này tương đối là mỏ tương đối là dài. Thì cái phần đầu lưỡi của nó là 10 phân, 10 phân nhá mọi người nhá. Cái phần cán cầm của nó ấy, thì các bác cứ cầm trên tay trải nghiệm thì các bác sẽ biết thôi. Đấy, nó rất là dày dẫn nhá, dày dẫn này. Và sống của nó đâu đó là cũng rất là dày như này. Anh em có thể cắt được gà rồi là chúng ta cắt những cái thực phẩm nhà bếp rất là xịn sò, tiện lợi nhá. Mỏ tương đối là dài. Đó, giá của nó là 130.000 nhá, 130.000. Tiếp theo này, một cái cây kéo chuyên cắt gà. Đấy, cũng có thể cắt thực phẩm được cho anh em nhá. Đấy, cái phần này là phần kẹp càn cua này, anh em thích ăn hải sản thì các bác kẹp vào đây. Phần này là phần cách cắt gà này. Phần này là đánh vẩy cá này. Vẩy cá này, các bác cầm như này các bác đánh vẩy cá với cho em. Xong cắt đánh xong thì các bác cắt vây cho em. Không dùng nữa thì anh em có thể là quá vào đây. Đấy, hàng Made in Japan nhá. Hàng Japan luôn. Cán được làm hợp kim gang, hợp kim gang rất là sạch sẽ, sáng sủa. Thì cứ bữa nay về nó rẻ lắm mọi người nhá, nó rẻ lắm. Trước mới á thì giá của nó cao chót vót luôn, nó là 250.000 cơ. Bây giờ giá hỗ trợ anh em và đợt này về là nó nhiều nữa. Giá chỉ có 180.000 thôi mọi người nhá. 180k cho một cái dòng kéo ấy này. Đấy. Rồi, ok này. Tiếp theo này, một cái mã kéo cai nữa này. Đây là mã kéo cai anh em nhá. Cái con này thì nó được làm bằng thép nguyên khối luôn này mọi người nhá. Thép nguyên khối và nó có thể tháo rời được này để anh em mình vệ sinh nhá. Thì con này lưỡi của nó cũng ngắn thôi, nó cắt những cái đồ nhà bếp thì rất là ngon. Đấy. Và nó sạch sẽ anh em nhá, nó rất là sạch sẽ. Những kéo thông thường ấy thì những cái phần bẩn á thì nó sẽ két vào hay két vào những phần đây thì, nhưng mà con này anh em có thể tháo rời ra vệ sinh được. Rồi, con này mẫu này giá của nó là 140.000 nhá. Đấy, cắt đa năng ở đây này. Đấy, cắt đa năng ở đây này. Đấy, con này thương hiệu là Kai. Kai hàng Made in Japan này. Đấy, cái hàng Made in Japan. Ok nhá, 140k cho một cái mẫu như này. 140k. Bên này thì có một số những cái mẫu vá canh, muôi canh anh em nhá. Muôi canh này thì nó đến từ thương hiệu của Winling. Đấy, Winling có hai người như này. Đấy, nó là được làm bằng su 304 rất là sáng sủa sạch sẽ cho anh em dùng trong gia đình nhá. Đấy. Thì cái mẫu này thì em đang gửi đến cho anh chị em giá là 70.000 đồng. 70.000 đồng một cái vá canh nhá anh em nhá. Đấy, mọi người múc canh rất là xịn sò, đặt lên trên cái bát của mình úp xuống như này rất là đẹp nhá. Rất xịn. 70k. Tiếp theo là cũng một cái thương hiệu Winling nữa. Đấy, thương hiệu Winling nữa thì đây là những cái mẫu thìa này. Mẫu thìa này thì nó được làm su 304 nhá. Nhìn ốc 304 này. Đấy, nó rất là dày dẫn và chắc chắn như thế này. Đấy, để cho các bác có thể sử dụng nhá. Mẫu này thì anh em có thể ăn phở, ăn cháo, ăn cho cháu nhà mình ăn ấy, rất là sang. Giá của nó là 40.000 nhá. 40.000 trên một cái mẫu, một cái thìa như này. Ok, shop còn tương đối nhiều mặt hàng, nhưng mà để video sau em sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa đến toàn thể anh chị em nhá. Đấy, còn rất nhiều các dòng sản phẩm, anh em nào quan tâm đến cái mẫu mã nào thì cứ liên hệ với shop nhá. Cảm ơn toàn thể anh chị.